Nghe ông chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn một số hình ảnh của cây tùng đọt đỏ. Đây là một cái loại kiểng được khá là nhiều người yêu thích và tìm mua để trồng làm kiểng trang trí, kiểng bonsai. Loại cây tùng này thì nó khi phát triển, cái phần đọt lá của nó sẽ có màu đỏ, nhìn như là một cái đóa hoa vậy. Ở đây quý cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn thấy cái phần đọt của cây tùng này. Nó có những cái lá non màu đỏ rất là đẹp mắt. Loại cây tùng này thì quý cô chú anh chị và các bạn có thể nhân giống nó bằng cách chiết cành hoặc là ghép cành. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.